Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mặt các bạn ở đây chính là một app cho các bạn di chuyển là có thể kiếm được tiền. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái Binance của nó này, đấy Binance này. Hiện tại cái app này nó đã có mở cái ví, có nghĩa là vừa mở ví đây, switch in here, có nghĩa là mở ví. Đấy, chúng ta sẽ có một ví đấy. Cái ví này chúng ta vào phải có phê đi, mình. Ok. Thì ở đây các bạn nhìn này. Ở đây tổng số cái Binance của mình đây là 260, thì mình có 2 lick, mình để 2 con mà mình chạy 2 con máy thì mình sẽ để đây nó sẽ có 2 con máy. Đấy, 2 lick. Đấy, ok, got it. Thì cái cơ chế hoạt động của app chỉ đơn giản là các bạn di chuyển và app trả cái đồng coin này. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về cái đồng Shitcoin này một chút. Các bạn chỉ cần việc vào CoinMarketCap nhé. Đây, các bạn vào CoinMarketCap này. Đấy. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu qua đồng Shitcoin chút. Đây, các bạn chỉ cần ấn vào Switch. Thì hiện tại thì đồng này nó vừa mới ra này. Đấy, vừa mới được niêm yết trên sàn thôi. Các sàn giao dịch của nó gồm có KuCoin này, Gate này, FTX này, Binance. Thì những cái sàn này là những cái sàn mà nó đang hỗ trợ cái đồng coin này. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vào Gate cho các bạn xem nhé. Gate, à KuCoin, nhầm. Mình vào KuCoin cũng được. Và trong KuCoin chúng ta sẽ có giá cái đồng Shitcoin này USDD luôn. Đây, 0.789 này. Thì hiện tại các bạn nhìn thấy là sự tăng trưởng giá khi nó mở bán ra. Thì để giữ được cái việc này ấy, thì hiện tại ở trên app nó khi các bạn mở ví ra đây. Thì ở phần này ấy, thì các bạn đây, transform này, send này, gửi này. Hiện tại gửi thì nó chỉ cho gửi đến sang một cái link khác thôi. Và ví dụ như là mình gửi từ link này sang link này, chứ mình không được phép là chuyển lên sàn để bán luôn. Như vậy thì nó sẽ khiến cho cái đấy mình thấy cũng hay. Chắc là tương lai thì nó mới cho các bạn chuyển lên sàn để bán. Còn bây giờ thì nó chưa cho các bạn chuyển lên sàn để bán. Thì nếu mà bây giờ nó cho chuyển lên sàn để bán luôn thì rất nhiều người đã chạy từ trước rồi. Về cá nhân mình thì mình đã chạy cái này chỉ cần đi bộ thôi là được. Các bạn đi bộ di chuyển trong nhà nó cũng được tính. Thì về cá nhân mình thì mình đã đi bộ được khoảng 3 tháng ở cái này rồi. Thì thấy kiếm thì bây giờ các bạn có thể nhân lên. Thì ở đây là 275 đi. Mình ở đây là mình có 560, mình đi 2 cái thì 275 nhân. Đây. 275 cộng 560. Sau đó mình nhân với giá hiện tại là 0.08 thì khoảng 66 đô. Nhưng mà nếu như mà có rất nhiều người như mình, có rất nhiều người chạy như mình và cũng có nhiều người có kiếm được nhiều hơn mình mà nó cho để đẩy lên sàn thì chắc chắn là giá nó tụt thảm hại và không lên như này đâu. Các bạn nhìn này, tăng 74% luôn trong ngày thôi. Ok, tính là người mà mở bán nó khá là lên. Ok, thì đối với cái app này thì các bạn nào chưa biết thì link app mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Mọi thứ rất là đơn giản, các bạn chỉ cần việc đăng ký vào và đi bộ. Thế là xong. Nó sẽ cho ở đây chúng ta sẽ có như này, các bạn có thể kiếm thêm bằng việc đấy, xem quảng cáo. Mình bẻ tiếng. Bạn có thể xem quảng cáo để có thể nhận claim mỗi ngày, các bạn có thể kiếm thêm. Ngoài việc đi bộ, các bạn chỉ cần cài app và đi bộ, vậy là xong. Còn nếu như các bạn muốn kiếm thêm thì cái ấy thôi. Đấy. Thì sau đó thì ở đây á, nó có một cái tính năng nữa mà mình thấy cũng rất hay. Khi các bạn vào phần ví thì có ground này. Ground này có nghĩa các bạn staking. Nếu các bạn có một khoản gọi là các bạn tin tưởng nó thì các bạn có thể để lâu dài. Nhưng mình cũng nghĩ rằng là các bạn việc các bạn tin tưởng nó là cũng chuyện bình thường thôi. Bởi vì hiện tại nó chưa cho các bạn đưa lên sàn để bán, nó chỉ có thể chuyển ví giao tay cho nhau thôi. Thì cái việc này thì anh em nào mà có thể kiểu như có ví thì muốn thâu lại của những người đã chạy trước ấy, thì thâu lại với giá rẻ để mà ôm để chờ đến tương lai, thì chẳng may biết đâu lại bất ngờ gì đấy thì sao. Đấy là cái phần đây quảng cáo này. Dạo này quảng cáo kiểu này rất điên nhá, các bạn nhìn này. Nó che hết cái phần để cho mình có thể là ấn qua được cái app này. Nhìn này, rất bực mình các bạn, anh em nhìn này, cực kỳ bực mình luôn. Mấy cái quảng cáo đấy, đấy, che hết đi. Đấy, thì được 0.4
Trước nó cho nhiều hơn đấy, bây giờ nó bắt đầu cho ít đi, thì mình thấy cá nhân mình thấy là trước thì được nhiều hơn nhưng bây giờ thì đã bị ít ít đi rồi. Chỉ đây các phần mà các bạn cần phải quan tâm sau khi cài rồi cứ đi bộ là ăn thôi nhá, link mình để phần mô tả bên dưới cho các bạn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có, ở đây các bạn có thể mua đồ, mua điếc các thứ, Nintendo Shop gift card này là 50 đô các thứ bằng cách việc đổi. Còn ở phần này thì tổng quan về balance của bạn, thu nhập trước các kiểu, ở đây là phần bạn bè. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ mở cái phần ví lên chúng ta, thì khi mở ví lên thì các bạn sẽ cần phải cài thêm một cái ví nữa. Thì ở trong cái ví này thì hiện tại nó mới có tính năng là transfer, có nghĩa là gửi đi hoặc là nhận cho người khác có cùng sử dụng cái ví này thôi, chưa gửi lên sàn được. Rồi app thêm nữa, app thêm thì cũng hiện tại là hiện có lại app Street Coin này, nó vẫn coming soon. Còn đây grow up là cái phần mà staking, bấm vào đây grow up, ví dụ như là các bạn tin tưởng là per year này 12 tháng này, bấm vào max, mình hiện tại là có 27 đồng, mình có thể ở đây trong vòng 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023 thì mình sẽ kiếm được thêm 3 đồng nữa, quá ít đúng không? Lúc đấy mà nó trượt xuống như là 0.001 thì chắc là 3 đồng này là hư vô luôn đấy, nhưng cũng có thể nó lên 1 đô thì nó lại là 3 đô. Thực ra cũng là ít, nhưng mà vấn đề là các bạn chỉ là đi bộ thôi, vì chúng ta chỉ việc cài và đi bộ thôi. Continue nhá. Đấy. Accept này, chấp nhận này. Đấy. Thì vậy vậy là xong, mình sẽ gửi vào đây, tạm thời gửi cái số tiền nhỏ nhỏ này, vì chúng ta mình cứ gửi vào đây đã, còn sau này thì đằng nào thì nó cũng đã cho mình gửi đi đâu. Có nghĩa là mình chưa được gửi lên sàn và mình cũng có đâu bán được đâu. Đấy. Đây. Created đã tạo rồi, bơ year này kiếm này, you win earn kiếm này, check reward phần thưởng nghĩa các kiểu. Ok, thông báo đây, các bạn nhìn này, nó chạy cái dòng này để cho bạn đến ngay. Nó dòng mà thì nói chung là nó nhìn cái 12 tháng nó xa ghê các bạn ạ, nhìn nó xa xôi cách trở vãi trưởng luôn. Ở đây của chúng ta có thêm phần thưởng nữa, let's go. Đấy, ở đây có 10 đô gift card Alibaba để các bạn shop Amazon gift card. Mấy cái này thì thường là người ta dùng ở bên nước ngoài là chủ yếu, chứ bên Việt Nam thì chắc là phải Shopee card thì anh em dùng mới cảm thấy hứng 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 thú nhỉ. Hoặc là ở đây đôi khi là nó có Netflix ấy, đổi Netflix để thuê bao tháng Netflix gì gì đấy, thi thoảng ấy, các bạn có thể theo dõi. Nhưng về cá nhân mình thì cái app này nó không, khi mình trải nghiệm sử dụng để đi bộ thì mình thấy rằng là nó không quá ảnh hưởng đến 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 cái việc hoạt động của mình lắm. Có nghĩa là các bạn có thể cài nó, sau đó thì quên nó đi cũng được. Rất mình đã quên nó rất lâu rồi, thật sự mình quên nó rất lâu rồi thì nó không ảnh hưởng cái gì cả. Các bạn có thể tắt thông báo của app đi, nó vẫn tự kiếm tiền cho các bạn hàng ngày, tự tạo ra balance rồi chứ các kiểu, nó vẫn tự tính cái bước chân của anh em để kiếm ra tiền. Là một app khá hay nhưng mà kiếm thì không được nhiều đâu. Thì nhưng mà cá nhân mình thì lại dùng tiếp ở cái step L nữa. Đây này, mình có 3-4 con chạy step L, đâm ra là mình vừa tiện thể chạy này lại vừa tiện thể chạy cái step L này, nên thành thử ra là nó cũng gọi là có thêm chút ít nữa cho step L, thì cái step L lại kiếm nhiều hơn nhưng rủi ro của step L lại cao hơn. Ok, cái gì cũng có giá của nó, bên kia thì miễn phí. Các bạn cảm nghĩ sao về app để comment ở phần mô tả bên dưới. Sau này tương lai có thể bán được rồi thì đổi ra tiền chứ các thứ thì mình sẽ làm video sau nhé. Cảm ơn tất cả bạn.